Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bản tin thể thao 24/7. Chiều nay, câu lạc bộ Suwon mới bước vào trận đấu đầu tiên tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Đối thủ của đội bóng tới từ Hàn Quốc là Đại học Thể thao Bắc Kinh Trung Quốc. Đội bóng đã để thua tới 0-3 trước đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Hai đội khách mời trong khu vực châu Á đã tạo nên một trận đấu hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Bước vào trận đấu, câu lạc bộ Suwon Hàn Quốc đã thể hiện mình là một đội bóng mạnh với khả năng tấn công ấn tượng. Hai chủ công Minju và Hyungju đều thi đấu ổn định với những pha đập bóng uy lực. Còn phía bên kia lưới, Đại học Thể thao Bắc Kinh, Trung Quốc cũng tỏ ra không thua kém nhiều về khả năng phòng thủ từ hàng chắn và tuyến sau. Một bên thì tấn công tốt, một bên thì phòng thủ hay, nên trận đấu đầu tiên diễn ra giằng co và cuối cùng thì câu lạc bộ Suwon đã giành chiến thắng sít sao với tỷ số 26-24. Bước sang set đấu thứ hai, Đại học Thể thao Bắc Kinh đã thi đấu đầy quyết tâm. Họ thay đổi lối chơi khi liên tục triển khai những pha tấn công nhanh và bất ngờ ở vị trí số 2 và khiến hàng chắn của đối thủ gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả Đại học Thể thao Bắc Kinh đã giành chiến thắng với tỷ số 25-16. Lối chơi này tiếp tục được đội bóng tới từ Trung Quốc phát huy trong set đấu thứ 3 và vì thế họ đã giành chiến thắng với tỷ số là 25-19. Hiện tại thì set đấu thứ 4 đang diễn ra và kết quả cuối cùng của trận đấu này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của chương trình Trạm Buổi Sáng ngày mai. Đội tuyển trẻ quốc gia Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm nay với nòng cốt là những gương mặt triển vọng vừa thi đấu tại giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2017. Nhưng ngay trong trận ra quân thì đội tuyển trẻ quốc gia đã có được chiến thắng thuyết phục 3-1 trước tuyển trẻ Thái Lan. Cần phải nhớ rằng thành phần của đội tuyển trẻ Thái Lan chính là đội tuyển U18 Thái Lan vừa giành vị trí thứ 4 tại giải bóng chuyền vô địch U18 châu Á. Đây được xem là một màn ra mắt ấn tượng của những ngôi sao trong tương lai của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Đây là điểm số cuối cùng của trận đấu giữa đội tuyển trẻ Việt Nam và đội tuyển trẻ Thái Lan. Hàng nghìn khán giả đã đứng dậy để cổ vũ cho các cô gái áo đỏ. Lê Thị Hồng chắn bóng thành công. Cả ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển trẻ Việt Nam ôm nhau ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc. Lúc này áp lực tâm lý có vẻ mới được cởi bỏ hoàn toàn. Lúc mới đầu thì cũng có hơi sợ mà sau thì tinh thần lên thì rất là sung mãn. Lần đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, nhất là đối với các cầu thủ trẻ. Đội tuyển trẻ Việt Nam trong ngày ra mắt sân chơi lớn đã vượt qua được áp lực tâm lý để thể hiện được hết khả năng của mình. Những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thu Ngọc bắt đầu thu được những tín hiệu lạc quan từ chính sự hài lòng của các khán giả. Tuyển trẻ của mình chỉ là có một cái là hơi tổ chức thì là tuyệt vời rồi, nhưng mà về thể lực là hơi kém so với Thái Lan. Chứ còn mọi cái là thấy được, tuyệt vời. Hai vận động viên trẻ libero mặc dù là mới, nhưng hơi nhỏ con nhưng mà cũng nhanh nhẹn. Và thi đấu là dần dần nó sẽ quen dần. Một khởi đầu thuận lợi của đội tuyển trẻ Việt Nam, nhưng vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi các cầu thủ trẻ ở phía trước. Hy vọng VTV Cup Tôn Hoa Sen sẽ tiếp tục là nơi để nhiều cái tên mới xuất hiện và đọng lại trong tâm trí của những người yêu bóng chuyền Việt Nam. VTV Cup là nơi phát hiện và ươm mầm cho rất nhiều tài năng bóng chuyền nước nhà. Chính vì vậy thì với đội tuyển trẻ tham dự lần này, rất hy vọng rằng sẽ có nhiều tài năng bóng chuyền trong tương lai được phát hiện và nuôi dưỡng.